một chương trình hấp dẫn, ấn tượng và vô cùng nhân văn đã chính thức quay trở lại, không thể là chương trình nào khác, đó chính là chương trình Tường Lửa. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Tường Lửa. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay sự góp mặt của Buka và nghệ sĩ Lê Khánh. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây hai nhân vật, đó là một diễn viên trẻ được nhiều người yêu thương và một diễn viên trẻ hơn. Dạ đúng rồi, và doanh nhân thành đạt ở nhiều lĩnh vực, đó là nghệ sĩ Lê Khánh. Trời ơi. Buka thân mến, Buka là diễn viên trẻ. Dạ. Càng ngày càng đẹp lên. Dạ em cảm ơn nha. Thì dạo này có cái gì mới không? Có gì mới hơn không? Chứ mình nói chuyện cũ hoài. Dạ em có tuổi mới. Rồi, tuổi mới là mình có thể nói đi vào chi tiết được không? Dạ không anh à, chi tiết thôi. Dạ. Mọi người cứ nghĩ em 12 tuổi là được rồi. Cái khúc 12 tuổi nó hơi kỳ, khúc bỏ nha. Ngày hôm nay hy vọng là cặp chị em sẽ mang về được nhiều tiền thưởng. Mời hai chị em vào vị trí A và B. Dạ. Vô đi con. Dạ. Thưa quý vị thân mến, cặp chị em Lê Khánh và Buka ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười và nhiều tiền thưởng mang về. Và họ đến đây với một cái sự yêu thương, san sẻ tình cảm, những cái mảnh đời khó khăn cần được chia sẻ hơn. Và chúng ta hãy xem họ sẽ nói đôi điều về những vấn đề chúng ta vừa bàn qua. Mời nhìn lên hình ảnh. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay Lê Khánh và Buka gặp nhau trong chương trình Tường Lửa. Lần đầu tiên hai chị em cùng tham gia một cái game show đúng không Buka? Dạ. Và chúng tôi rất là đồng lòng để đến với chương trình Tường Lửa và mang thiệt nhiều tiền về để làm công tác thiện nguyện ạ. Khi mà mình muốn làm một chuyện thiện nguyện gì đó, có nhiều khi mình không đủ cái kinh phí, mình không đủ cái khả năng để làm, thì mình đến với chương trình mình mong là mình sẽ có một cơ hội để có thể là lấy được nhiều tiền của chương trình để mà mình đi làm. Và rất là hy vọng ngày hôm nay hai chị em sẽ may mắn. Nếu như không 6 tỷ thì 600 triệu, 60 triệu, đừng có 6 triệu là được rồi. Dạ đúng rồi. 6 triệu quá ít để mà có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ Lê Khánh Buka chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Có một cái mục đích rất là dễ thương. Và thưa quý vị, trong cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, ngày càng hiện đại, thì người ta luôn tìm về với những điều nhẹ nhàng, là mình san sẻ với những người xung quanh. Thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta lên trên Facebook, lên mạng xã hội, lên YouTube, chúng thấy nhiều điều xấu xung quanh. Nhưng mà thưa quý vị, luôn có những điều tốt đẹp, những điều tử tế luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Và ngày hôm nay là một trong những điều tử tế, một trong những chương trình tử tế là chương trình Tường Lửa. Và cũng rất là mừng là nhiều số phát sóng nghệ sĩ tới đây đều hưởng ứng cái tinh thần đó của chương trình. Và vòng đầu tiên, luật chơi như sau. Tại vòng 1, 5 câu hỏi sẽ có 2 phương án lựa chọn ở mỗi câu. Có 3 quả bóng được đặt cố định ở vị trí số 1, số 4 và số 7. Khi bóng rơi, hai người chơi phải cùng chạm tay vào phương án A hoặc B. Thời gian trả lời kết thúc khi quả bóng đầu tiên chạm đáy. Tổng số tiền của 3 ô mà bóng rơi vào sẽ được hệ thống ghi nhận. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ được cộng thêm vào tài khoản của người chơi. Nếu trả lời sai, bức tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương đương nhưng không tính giá trị âm. Câu đầu tiên là câu vô cùng đơn giản. Mời hai chị em song sinh nhìn lên màn ảnh. Chà. Ủa cái đó gì vậy? Nó giống như bánh rế. À, bánh rế. Là nổi tiếng ở Phan Thiết, được làm từ loại nguyên liệu nào? A khoai lang và B là khoai tây. Mời bóng rơi. Khoai lang. Năm nghìn. Năm triệu chứ. 5.010.000 đồng nếu đây là đáp án chính xác và rất đơn giản đúng không? Cái này ai cũng biết luôn á. Đáp án A khoai lang là đáp án chính xác. Nhưng mà tiếc nha, nó không rơi vào 12.500 nha. Thưa quý vị thân mến, sau câu đầu tiên, số tiền không cao lắm, hiện có là 5.010.000 đồng. Nói chung khởi đầu cũng nhẹ nhàng. Dạ, suôn sẻ. Thưa quý vị, tất cả còn chờ đợi trong phần sau của chương trình. Ngay bây giờ chúng ta cùng giải lao trong vài lát.
Bây giờ hỏi chị Khánh biết cầu thủ bóng đá không? Gì à? Novak Djokovic. Cái đó là cầu thủ quần vợt. Roger Federer. Quần vợt luôn. Michael Jordan. Có đó bóng rổ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Tường Lửa. Và ngay bây giờ là câu hỏi số 2. Mời nhìn lên tường lửa. Trời ơi, thấy nhiều lắm á. Mà không đúng biết vậy. Ý nghĩa nó là gì. Đó, thấy nhiều mà không để ý. Câu hỏi của chương trình là biểu tượng đồng hồ cát được in trên bao bì chai lọ mỹ phẩm biểu thị loại thông tin nào? A là định lượng và B là hàng sử dụng. Định hàng sử dụng. Mời bóng. Em nghĩ định lượng á. Đồng hồ cát là là hàng sử dụng, hàng sử dụng. B chốt đi B. B rồi B. B. Trời ơi. Chút xíu là 12 triệu 500 rồi. Trời ơi. 2 triệu 511 nghìn đồng nếu đây là đáp án chính xác. Em tin tưởng chị em tại chị em hay bán cái đúng này vậy. Kia nè. B là đáp án chính xác. Số tiền hiện có là 7 triệu 521 nghìn đồng. Wow. Không cao nhưng mà không sao. Không sai là được. Sai là bị trừ tiền. Câu tiếp theo là liên quan tới thể thao. Anh em biết sở trường em à. Cầu thủ bóng đá luôn. Bây giờ hỏi chị Khánh biết cầu thủ bóng đá không? Chị biết chứ. Ví dụ? Gì à? Novak Djokovic. Chị nói hai mà anh Giang không biết ai vậy chị? Cái đó là cầu thủ quần vợt. Chị Roger Federer. Quần vợt luôn. Chị liên quan chính tới bóng là được anh. Michael Jordan. Có đó bóng rổ. Chị em đang giỡn á. Em có biết cầu thủ bóng đá nước ngoài không? Dạ không. Em biết David Beckham. Em biết Ronaldo. Hết. Ồ vậy là cũng nhiều rồi đó. Câu này khả năng một người câu là này. Nhiều khả năng là chắc chúng ta phải đoán đại ha. Dạ. Mời xem đoạn clip. Bên đây. Hậu vệ. Hậu vệ. Chị không có gì ở bên đây. Bên đây của Liverpool. Cầu thủ Virgil van Dijk thuận chân nào? Trời ơi, chết người. A chân trái và B chân phải. Mời chân bóng trái, rồi. Chân trái là vậy, chân trái. Chân phải mà. Chân phải. 12 triệu 500 nghìn đồng. 10 đồng và 1 nghìn đồng. Còn một trái nữa đâu rồi? Ủa có hai trái à? Ba trái rồi chị, đây nè. 11.000 chị, 11.000. Đây. À chị không bên thấy. Phải cùng. Là 12 triệu 511 nghìn đồng. Phải đúng không? Không biết nữa. Sẽ được cộng thêm nếu đây là đáp án chính xác. Và B là đáp án chính xác. Em thấy chị, hồi nãy á, em thấy tấm hình của ông co cái chân này nè. Là chân phải. Dạ đúng rồi. Thì đúng rồi. Thì là em mới biết chứ em đâu có biết ông đá chân nào, có bao giờ coi ổng đâu. À, nhiều khi không biết ổng là ai luôn. Đúng rồi, em không biết ổng là ai, chị em biết. Đúng rồi. Chị thấy hình là biết liền. Câu lạc bộ này vô địch mùa này. 3 câu hỏi đã trôi qua, số tiền hiện có là... Mừng quá. Như rồi, 20 triệu 032 nghìn đồng. Sau đây là một câu hỏi. Câu hỏi này hy vọng là mình sẽ đoán được ha. Mời xem hình ảnh. Đó. Cái này giống như là gỗ. Lớp gỗ màu sáng được gọi là gì? A là giác và B là rồng. Mời bóng rơi nào. Giác hả? Ủa sao có 11.000 vậy? 11.000. Trời ơi câu này lỡ mình có sai cũng sao, tại hai chị em mình không có biết á. Lỡ có sai mình cũng mất có 11.000 hả? Nhưng mà giác. Đáp án chính xác là giác. Mình mừng cái này, là mình mừng là mình đoán đúng. Không bị trừ tiền. Tức là cái trong là lõi. Tức là đúng khi rồi. Ta làm gỗ là người ta sẽ chú ý về lõi, về giác. Tức là cái độ giác nó nhiều hay nó ít, hay nó xiên xẹo vằn vẹo sao, thì khi mình cưa ra thì miếng gỗ mình bào ra, mình đánh bóng, mình bio lên thì nó mới đẹp. Dạ đúng rồi. Số tiền cộng thêm thật khủng khiếp. 11.000 đồng. Hiện tại có 20.043.000 đồng. Bây giờ là câu cuối cùng. Dễ luôn. Dễ luôn hả? Quá đơn giản luôn. Mời xem hình ảnh sau đây. Trái đu đủ. Đây là trái đu đủ. Đu đủ thuộc nhóm quả nào? A là quả hạch và B là quả mọng. Mời bóng rơi. Quả mọng. 5 triệu đồng. Trời ơi, số tiền vậy. Mà đúng hay không mới là quan trọng. 5 triệu
10.000 đồng. Quả hạch là hạt phải to, chu chú, nhưng mà biết đâu có thể nó... Quả mọng là đáp án chính xác. Số tiền hiện có là 25.053.000 đồng. Kết thúc vòng đầu tiên, có vẻ như cuộc sống dễ dàng quá. Nhưng mà rơi vô tiền ít quá. Không quan trọng đâu, vì cái vòng đầu tiên này chỉ khởi động thôi mà. Bây giờ là lúc phải đôi ngã chia ly. Theo như cái quỹ thời gian sống thì quỹ thời gian sống thì cái quỹ thời gian sống của chị dài hơn em, thì em nghĩ là chị có nhiều kinh nghiệm hơn em, kiến thức chắc chắn sẽ kiến nhiều thức hơn, cũng nhiều hơn và tiếp xúc mọi thứ nhiều hơn em. Nhiều hơn chắc cũng 10 năm hả? Có mình, thể mình có thể đừng nói con số được không? Dạ, cho nên là em nghĩ là chị em sẽ là người vào trong. Dạ, Khánh sẽ là người vào, bởi vì Khánh nghĩ rằng là Khánh nhiều kinh nghiệm hơn Buka, nhưng mà kiến thức thì Khánh không dám là mình nhiều hơn Buka. Nhưng mà thôi thì hôm nay chúng ta sẽ tận dụng cái kinh nghiệm của chị. Em để... thưa chị là chị chắc chắn kiến thức sẽ rộng hơn Buka. Buka chỉ rộng kiến thức ở cái vấn đề âm nhạc thôi. À. Tại vì thích âm nhạc. Âm nhạc Buka rất là vững rồi. Dạ. Em này, thôi chị dạ. vào nha. Em dạ. này. Thưa quý vị, chúng ta chia tay với chị Lê Khánh. Xin mời chị. Thưa quý vị thân mến, nghệ sĩ Lê Khánh đã vào phòng băng, nơi đó có sự cô đơn, lạc lõng, nơi đó có sự lạnh giá và nơi đó phải tự chủ tất cả mọi thứ, không biết mình đúng hay sai mà phải quyết định ký hay không ký, rất khó khăn. Buka thân mến, dạ. thì cái khả năng của mình chỉ là thả bóng thôi, dạ. nhưng mà phải tính toán. Trước khi đến vòng 2 thì mình có thể giao lưu một tí, mình có thể tặng cho khán giả một cái gì đó được không? Tặng cái gì đây ta? Em có thuộc bài Không Thể Yêu Ai Được Nữa không? Không Thể Yêu Ai Được Nữa là bài gì vậy anh? Bài hát của Dương Tấn Kiệt á. Bài hát của ca sĩ Dương Tấn Kiệt hả? Bài đó hát sao? Anh có thể nhắc em một hai chữ đầu. Thật ra anh cũng không biết. Không thuộc. À vậy hát bài hát bất kỳ đi. Một bài hát mà em rất là thích vì nó nói lên nghị lực sống. Ghê vậy? Dạ, và nó nói lên cái niềm tin trong cuộc sống mình, mình nên sống lạc quan. Dạ, em nghĩ là hợp với chương trình này. Đúng rồi. Dạ, em xin gửi tặng mọi người một bài hát. Cuộc đời bao la, đời cho ta hàng ngàn mơ ước, đừng lùi bước, chớ u hoài, vững tin nhé bạn ơi. Thưa quý vị, trước khi đến vòng 2, mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trong giây lát. Cảm ơn quý vị. Hàng trên vai anh ơi. Chị đây, chị đây. Chị là Buka đây, Buka đây. Trời, chị đây, chị đây. Kỳ diệu. Kỳ diệu lắm. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với vòng 2. Buka đang rất tươi. Và hiện tại Buka sẽ tươi hơn khi nhìn vào số tiền đã thay đổi hoàn toàn. 125 triệu là vị trí cao nhất. 100 triệu, 50 triệu, 25 triệu, 12 triệu, 500. Rất nhiều giá trị. Và dĩ nhiên, len lỏi đâu đó là 1.000, 10.000. Em ghét mấy cái 1.000, 5.000, 10.000. Ê, đừng, đừng. Sao vậy anh? Đó chính là cứu cánh khi bóng mình bị màu đỏ. À, đúng rồi, đúng rồi. Và em đứng ở đây một cách thoải mái. Dạ. Thì bên trong căn phòng bà chị của chúng ta, một mình cô đơn, em hãy nhìn hình ảnh đi. Mời chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ Lê Khánh. Một mình vậy thôi đó. À. Từ đây tới cuối chương trình, một mình vậy thôi đó. Chị ngồi cái ghế nhìn như streamer anh. Đi đó. Chị có nghe mình nói không anh? Không nghe, không thấy và không biết điều gì xảy ra trên sân khấu. Chỉ khi nào ban tổ chức chuyển câu hỏi vào thì trả lời hết. Trời, giống như đi thi đại học á. Mà không phải là thi chung nha. Dạ. Cái dạng như là đi trẻ qua ngày hôm sau một mình một phòng đó. Tội nghiệp quá à. Đó. Cố lên chị ơi, cố lên. Cho nên là khi mà người ta trả lời đúng, mang về bóng màu xanh, thì em phải bằng mọi giá kiếm về thật nhiều tiền. Dạ. Luật chơi của vòng 2 như sau. Luật chơi ở vòng 2. Trước khi đối mặt với các câu hỏi, người ở sân khấu sẽ chọn vị trí và thả cùng lúc hai quả bóng xanh tạm ứng tiền. Tổng số tiền sẽ ngay lập tức cộng thẳng vào tài khoản. Người trong phòng băng phải trả lời 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm 3 phương án lựa chọn. Ở mỗi câu hỏi, trước khi người trong phòng băng trả lời, người ở sân khấu sẽ chọn một vị trí thả bóng. Tại câu hỏi số 2, người chơi có quyền chọn nhân đôi số bóng sẽ thả. Ở câu hỏi số 3, có quyền nhân 3 số bóng. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ cộng vào tài khoản. Nếu trả lời sai thì ngược lại, tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương ứng. Cuối vòng 2, tại đúng vị trí đã thả hai quả bóng tạm ứng, người chơi sẽ phải thả hai quả bóng đỏ để bức tường thu hồi tiền. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Bóng hiện đang màu trắng, hãy hôn nhẹ vào bóng nào. Hôn anh. Hôn nhẹ vào bóng.
Cái gì kỳ vậy? Làm cái gì đó, miễn sao nó nhận biết đây là Buka là được. Để em. Chị đây, chị đây. Chị là Buka đây, Buka đây. Trời chị đây, chị đây. Kỳ diệu. Kỳ diệu lắm. Hai quả bóng màu xanh vào vị trí số mấy đây? Thương nha, thương nha. 125 triệu phía bên đó thì mình phải thả ở phía bên số 3, số 4 thì không, số 4, số 5 chứ. Thì xác suất nó mới lăn qua đó. Con số lựa chọn là? Dạ, số 5 ạ. Số 5, quả đầu tiên. Và quả thứ hai, thả luôn, số mấy? Quả thứ hai em sẽ thả số 4 ạ. Mời. Thưa quý vị thân mến, hai vị trí được chọn là số 4 và số 5. Chúng ta chờ xem Buka mang về được bao nhiêu tiền từ chương trình. Hy vọng là những con số thật là cao để có một con số 4. 4 và 5, mời bóng rơi nào. Bên rồi. Kia, bên kia, bên rồi, kia, xong, ê, xong. Ê, sao nó lần qua bên đây không vậy? Bên kia. 5.000 đồng. Ôi. Ủa anh ơi, là em mượn chương trình 6.000 hả? Đúng vậy. Ủa 6.000 mượn chi vậy anh? Đó là sự lựa chọn của em. Hồi nãy mà chọn số 6, số 7 là ngon rồi. Cái hướng từ đó mà nó đi qua đây không vậy ta? Thực ra cũng là zig zag may mắn thôi chứ đâu biết trước được. Dạ. Quý vị thân mến, số tiền Buka hiện có là 25.59.000 đồng. Câu hỏi đầu tiên dành cho nghệ sĩ Lê Khánh sẽ có 3 đáp án. A là roll a box, và B là roll a dice, và C là roll a hop. Em thấy sao? Câu hỏi này sẽ hỏi về cái roll đó đó. Dạ. Mà không biết nó là gì. Em nghĩ là chị em sẽ biết á. Biết không? Em nghĩ chị em biết. Mời chọn một quả vào vị trí mà nó hợp lý. Em sẽ chọn cái số may mắn của em. Cái số mà em rất là thích. Số 6. Dạ không ạ, số 7. Số 7. Mời thả vào vị trí số 7. Vị trí số 7, lựa chọn của Buka. Thưa quý vị, ngay bây giờ là câu hỏi dành cho nghệ sĩ Lê Khánh. Để ra trò chơi đổ xúc sắc, cần nhập cụm từ gì trên thanh tìm kiếm của Google? A. Roll a box, B. Roll a die, và C là roll a home. Nếu là em chọn đáp án nào? Box. Câu A. Chơi xúc sắc thì thật sự là Khánh chưa có chơi trò này bao giờ. Và chưa bao giờ search Google nữa. Cái nào nó cũng hợp lý hết. Cái nào cũng hợp lý hết. Chị chọn đại đi. Nhưng mà chắc Khánh chọn cái A. Nó xúc sắc nó giống như nó tròn. Nó tròn như một cái hộp. Hộp là cái sự may mắn. A. Khánh chọn là roll a box. Hy vọng là cái linh tính của mình đúng. A. Roll the box. Thì em chọn giống em. Tâm linh tương thông. Dạ. A là một sự lựa chọn. Không chính xác. Đáp án chính xác là? Đáp án chính xác là B. Roll a die. Roll a die. Khi bạn muốn chơi trò chơi xúc sắc trên Google, chỉ cần nhập cụm từ roll a die. Không sao. Bóng chuyển sang màu đỏ, chúng ta sẽ bị trừ tiền khi bóng vào bất kỳ ô số nào. Ô tiền thưởng bị trừ sẽ là bao nhiêu đây? 125 triệu là trắng tay. Mời bóng rơi nào. Hồi nãy mình có bao nhiêu tiền vậy Buka? Ở 25.059.000. Thì chúng ta đã từng đi học. Dạ rồi, mình có tính số âm không ạ? Không. À không, thì là mất hết rồi. O đồng. Đâu gì đâu. Vàng sự khởi đầu nan. Dạ, gian nan bắt đầu nản. Đúng rồi, gian nan đừng có nản chứ. Em nản rồi. Câu số 2 là được quyền nhân 2. Bây giờ hỏi em có chọn không? Nếu mà em nhân thì không đồng, thì em vô cái số tiền đó thì em nhân lên. Dạ em chọn nhân ạ. Tại vì em đâu có gì đâu. Có gì đâu để mất nữa. Dạ. Và câu hỏi thứ hai vẫn có 3 đáp án. Và 3 đáp án là: A là Lý Thường Kiệt, B là Trần Hưng Đạo, và C là Lê Hoàng. Khó à? Chị em có nói, chị em xử địa là thôi thua.
Nhưng mà bây giờ cũng còn gì đâu để thua. Nhưng mà biết đâu, ở đây có 30 mấy% chiến thắng mà. Đúng rồi. Cho nên là em nghĩ là mình cứ chơi thôi. Và em chọn Nhân đôi. Nhân đôi ạ. Hai quả bóng vào vị trí số mấy? Và em vẫn chọn số 7, số may mắn của em. Xin mời. Quả nữa nào? Nghĩ nên vậy. Số 7 đó luôn. Là lượt. Ủa gì hả? Để xem là Buka có thay đổi con số tiền của mình trong tài khoản hay không. Câu hỏi dành cho nghệ sĩ Lê Khánh là: năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem nhằm kỷ niệm 1.000 năm, năm sinh của vị tướng nào nước ta? A. Lý Thường Kiệt, B. Trần Hưng Đạo, C. Lê Hoàn. Theo như Khánh nhớ không lầm, Lê Hoàn là vị tướng của Thái hậu Dương Vân Nga. Khánh chọn phương án C, Lê Hoàn. C. Lê Hoàn. Lê Hoàn là đáp án đã được lựa chọn. Bóng sẽ chuyển sang màu gì đây? Đáp án của chương trình C là đáp án không chính xác. Đáp án chính xác của chương trình là A, Lý Thường Kiệt. Dễ mà. Bộ tem kỷ niệm 1.000 năm năm sinh Lý Thường Kiệt 1019-1105. Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng mùng 1 tháng 4 2019 đến 31 tháng 12 năm 2020. Lý Thường Kiệt là một nhà quân sự, nhà chính trị nổi tiếng vào thời Lý, nước Đại Việt. Ông làm quan qua ba triều Lý, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và đạt được nhiều thành tựu to lớn khiến ông trở thành một trong hai vị tướng vĩ đại nhất nhà Lý bên cạnh Lê Phụng Hiểu. Bây giờ chúng ta khỏi cần phải lo sợ gì nữa, muốn rơi đâu rơi. Dạ. Mời bóng rơi nào. Nhưng mà rơi vô số lớn thì cũng hơi tiếc anh. Tiếc gì đâu, có gì đâu tiếc. Cũng vậy à. Chưa bao giờ mà thưa quý vị, trong một chương trình mà 2-3 lần thả bóng mà người chơi đứng cười. Rơi đâu cũng được. Muốn rơi đâu thì rơi. Vì nó không ảnh hưởng tới số tiền. Tiền đâu có mà ảnh hưởng. Và bây giờ là câu tiếp theo. Câu thứ 3. Số tiền hiện có là 0 đồng. Dạ. Vẫn phải nhắc lại cho sự đau đớn nó tăng thêm. Dạ. Không sao anh. Không đau gì quá đau. Không đau gì quá đau. Câu này là nhân 3 chắc chắn sẽ chọn đúng không? Dạ em sẽ nhân. Chứ còn gì nữa đâu. Bây giờ cho nhân mấy cũng nhân hết. Và 3 đáp án cho câu hỏi tiếp theo là: A là Bồ Đào Nha, B là Chile và C là Nam Phi. Rất rộng lớn về tất cả mọi lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, địa lý, vật lý, lịch sử. 3 quả bóng được lựa chọn vào một vị trí. Số Số 2. Số 2 mời. Đã ít tiền rồi còn chọn số 2 nữa. Hên xui anh, nãy giờ mình cứ nghĩ số đó là lớn nhưng mà số đó là nhỏ đó anh. Số 2, 3 quả bóng được lựa chọn. Anh thì nghĩ là kết thúc vòng này mình không đồng à? Đúng vậy, làm lại từ vòng sau. Dạ. Câu hỏi dành cho nghệ sĩ Lê Khánh là: câu hỏi của chương trình Atacama Giant, bức tranh chạm khắc hình người tiền sử trên mặt đất lớn nhất thế giới hiện còn lưu lại tại quốc gia nào? A. Bồ Đào Nha, B. Chile, C. Nam Phi. Nam Phi. Lớn nhất thế giới, Bồ Đào Nha, Chile, Nam Phi. Người tiền sử hả ta? Khánh chọn phương án B, Chile. B. Chile là sự lựa chọn của nghệ sĩ Lê Khánh. Và Chile là một sự lựa chọn chính xác. Đáp án chính xác của chương trình là B, Chile. Atacama Giant là một bức chạm khắc hình người tiền sử nổi tiếng nằm ở khu vực Cerro United trong sa mạc Atacama, Chile.
Đây được xem là bức chạm khắc hình nhân vật thời tiền sử lớn nhất thế giới với chiều dài đo đạt được là 119 mét. Hy vọng là chúng ta sẽ mang về được tầm 200 triệu là ổn. Khó. Bóng từ bên đây bay qua tới bên kia là một cái sự hiện tượng thiên nhiên á. Kỳ thú. Dạ, một điều kỳ thú. Hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật. Mời bóng rơi nào. Qua bên kia. Đúng rồi, qua luôn. Hai mươi lăm triệu, 12.500.000 và 5 triệu đồng. Số tiền hiện có là 42.500.000 đồng. Được rồi quý vị thân mến, kết thúc vòng 2. Sau 3 câu hỏi, 2 câu hỏi bị màu đỏ thì cuối cùng một câu hỏi màu xanh, dạ, mà đặc biệt là 3 quả thì mang về hơn 40 triệu đồng. Tất cả mọi thứ nó ngoạn mục thay đổi là ở vòng 3. Dạ. Có những người vòng 2 không có đồng nào nhưng mà vòng 3 kiếm về tiền tỷ. Thưa quý vị, 42.500.000 đồng có tồn tại với thời gian hay không là tùy vào lúc này. Chúng ta đã mượn rồi thì bây giờ phải trả lại hai quả bóng màu đỏ đúng vị trí mà lúc nãy Buka thả hai quả bóng màu xanh. Dạ. Mời thả bóng. Thả đi nào, suy nghĩ gì nữa. Còn có 6.000 thôi nha mấy em ơi. 6.000 nha mấy em ơi. Rơi lại y vậy như chị nha. Mời bóng rơi nào. Rơi y vậy như chị nha. Dưới 50 triệu thì còn tiền. 6.000 thôi, bây giờ trả 10.000 cũng được. Cho ăn lời á, 10.000 cũng được. À! 11.000, 11.000. 11.000 cũng được anh. Người ta lời có 5.000 thôi hà. Số tiền hiện tại là 42.489.000 đồng. Thấy chưa? Dạ. Anh nói rồi, hơn nhau về cuối. Dạ. Rất là may mắn. Và cái sự may mắn này thưa quý vị là hy vọng là Buka sẽ giữ được sang vòng thứ 3. Vì vòng thứ 3 khủng khiếp lắm, số tiền thay đổi bất ngờ. Thưa quý vị, mời quý vị giải lao trong giây lát trước khi đến vòng thứ 3. Số 5, 05.000 và 500 triệu nha. Không cần quan tâm đúng hay sai, vẫn 500 triệu đúng không? Không, không, không. Em nghĩ là chị phải màu xanh nha, phải màu xanh nha. Phải màu xanh nha. Đây là vòng thứ 3 của chương trình Tường Lửa. Buka đang có một số tiền nho nhỏ nhưng không sao cả. Tiền bây giờ rất là nhiều, vị trí cao nhất là 500 triệu đồng. 250, 200, 150, 100 rất là nhiều. Và vòng này luật chơi vẫn như vòng trước. Luật chơi ở vòng 3. Mỗi câu hỏi vòng 3 sẽ có 4 phương án lựa chọn. Luật chơi tương tự vòng 2. Người ở lại sân khấu sẽ chọn vị trí để thả lần lượt 4 quả bóng màu xanh tạm ứng. Sau khi người trong phòng ban đưa ra quyết định về bản hợp đồng thỏa thuận, người ở sân khấu sẽ thả lần lượt 4 quả bóng đỏ tại những vị trí đã thả 4 quả bóng tạm ứng để bức tường thu hồi tiền. Bây giờ chúng ta thả 4 quả bóng màu xanh. Từng quả một, vị trí đầu tiên là vị trí số. À, dạ, số 4. Số 4. Một quả bóng vào vị trí số 4. Mời bóng rơi nào. Mượn thật nhiều và trả thật ít. 200 triệu đồng. Số tiền đột ngột thay đổi. 242.489.000 đồng. Quả tiếp theo nào. Dạ, em nghĩ là mình nên được nước ăn tới ạ, số 5. Số 4. À, số 5 luôn. Số 5. Số 5 là 500 triệu. Em nghiến cái kìa. Có thể. Thấy không? Có thể nha. Mời bóng rơi nào. Qua luôn. Ê. Rồi xong. Chút xíu thôi. Xíu thôi à. Bị cấn. Cấn ngay cái góc. Cộng thêm 5.000 đồng. Số tiền hiện tại là 242.494.000 đồng. Quả thứ 3. Số 6. Số 6. Hy vọng mang về 500 triệu đồng cho Buka. Mời bóng rơi nào. 500 triệu đồng. Qua. 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 Qua luôn. Qua, không qua. Wow. Wow. Không qua nên wow. Tiếp tục một quả nữa lại rơi vào đúng vị trí của quả hồi nãy. Số tiền là 242.499.000 đồng. Không lẽ bây giờ số 7 mà rơi vô 5.000 nữa là kỳ lắm á. Đúng vậy. Số 7. Số 7. Em
em phải đứng đây chấn nó mới được. Mời bóng rơi nào. Ba quả liên tục là ba vị trí 5.000 đồng. Số tiền hiện có là 242.504.000 đồng. Mượn tiền không may mắn nhưng hy vọng trả lời và thả bóng sẽ may mắn. Câu đầu tiên có 4 đáp án sau đây. Đáp án A là ánh trăng, B là đám mây, C là búp sen, và D là cây chuối. Khả năng được. Em cũng nghĩ vậy. Hãy chọn một vị trí thuận lợi. Số 5 ạ. Mời thử. Tại vì không lẽ nào em có duyên dưới 5.000 như vậy. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ, số 5. Không 5.000 nha, 500 triệu nha. Không cần quan tâm đúng hay sai, vẫn 500 triệu đúng không? Không, không, không. Em nghĩ là chị... Phải màu xanh nha, phải màu xanh nha. Phải màu xanh nha. Câu hỏi dành cho nghệ sĩ Lê Khánh là: Nguyễn Trãi miêu tả điều gì qua câu thơ Tình thư một bức phong còn kín, gió nơi đâu gượng mở xem. A. Ánh trăng, B. Đám mây, C. Búp sen, và D là cây chuối. Khánh biết câu này Buka. Khánh biết câu này. Cho nên là Khánh rất là tự tin. Từ bén hơi xuân tốt lại thêm, đầy buồn là màu thâu đêm. Tình thư một bức phong còn kín, gió nơi đâu gượng mở xem. Đáp án là cây chuối. Trời ơi, người ta đã phân tích như vậy là chắc chắn đúng rồi. Em cũng nghĩ là cây chuối. Phân tích cỡ đó thì chạy đâu thoát được. Đáp án cây chuối là một đáp án chính xác. Vấn đề là trái bóng lăn. Hai câu thơ được trích trong bài thơ Cây Chuối, trích Quốc Âm thi tập. Từ bén hơi xuân tốt lại thêm, đầy buồn lạ màu thâu đêm. Tình thư một bức phong còn kín, gió nơi đâu gượng mở xem. Và bây giờ để coi anh Năm nhà mình ảnh có tìm về 5.000 hay 500 đây. Anh Năm nên chạy xuống ông Năm giùm. À, anh Năm chạy xuống âm Năm. Đừng chạy xuống bé Năm kỳ nha. Mời bóng rơi nào. Ai chà, ai chà, ô la la. Gió nơi đâu gượng mở xem. Suy sụp. Nhỏ em suy sụp thưa quý vị. Phong thủy không hợp. Em buồn quá. Số tiền cộng thêm 1.000 đồng. 242.505.000 đồng. Bây giờ là câu thứ hai. Như đã nhắc là có quyền nhân đôi, nhưng trước mắt chúng ta hãy xem 4 đáp án là gì. Mời 4 đáp án. 4 đáp án là A tranh 1, B tranh 2, C tranh 3 và D tranh 4. Chắc chắn người ta sẽ cho mình xem những bức tranh. Dạ. Về sự quan sát thì em nghĩ là chị em rất là ok. Ok. Dạ. Sẽ thả vào ô số 6. Xin mời. Và em muốn nhân đôi. Nhân đôi, hai quả tiếp theo. Ghê ghê ghê. Cứ chơi thôi anh. Cứ chơi thôi. Dạ. Câu hỏi dành cho nghệ sĩ Lê Khánh sẽ là gì đây? Xin mời từ lửa. Bức tranh giống nào của họa sĩ Nguyễn Từ Nghiêm được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2017? Trời A ơi. Tranh 1, B tranh 2, C tranh 3 và D là tranh 4. Khánh đã có lần vào Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thì Khánh có nhớ một bức tranh thánh giống được công nhận là bảo vật quốc gia. Thì bây giờ Khánh đang ngờ ngợ lẫn lộn thông tin giữa bức tranh 1 và bức tranh số 3. Lại một lần nữa là mình sẽ sử dụng linh cảm nha. Khánh chọn bức tranh số 1. À, nếu màu đỏ là bị trừ 2 quả đấy. Và đáp án của chương trình A là một đáp án không chính xác. Đáp án chính xác sẽ là... Đáp án chính xác của chương trình là C, bức tranh số 3. Trời ơi. Giống là một trong những chủ đề được Nguyễn Tư Nghiêm thể hiện nhiều.
một trong số những tác phẩm thể hiện gióng xuất sắc là tác phẩm đạt giải nhất tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1990. Bảo tàng mỹ thuật đã mua gióng ngay tại triển lãm này. Bức tranh này được họa sĩ vẽ năm 1990 với chất liệu sơn mài, kích thước 90 x 120,3 cm. Tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2017. Và bây giờ mời bóng rơi. Rồi, tương lai không tốt rồi, Buka ơi. Số tiền sẽ bị trừ đi là 150 triệu và 10.000 đồng. Chúng ta còn lại là 92 triệu 495 ngàn. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Bốn đáp án sẽ là A 2012, B là 2013, C là 2014 và D là 2015. Ở câu này được quyền nhân 3. Cho em suy nghĩ đúng không ạ? Mời suy nghĩ và có thể giao lưu. Mình sẽ nhân 3 không ạ? Nhân không? Nhân đúng không? Nhân không ạ? Vì họ biết là không nhân có chính xác thì lát nữa bốn quả bao đỏ cũng lấy hết. Thì đó, em cũng nghĩ là nên nhân. Và cũng có khả năng là mình nhân xong là mình hết tiền luôn. Mình không nhân á thì mình lỡ mình chị trả lời đúng á thì em cảm thấy tức lắm. Mà nếu mà nhân á có trừ thì thôi cũng coi như là số mình xui đi. Mình tại vì hồi nãy giờ mình cũng đã xui rồi thì còn gì nữa đâu mà sợ. Em nhân. Ba quả vào vị trí. Em nghe đâu bên tai em số 7. Số 7 mời. Nhân 3 vào vị trí số 7. Được ăn cả ngã về không? Dạ. 1. Quả thứ 2. Và quả thứ 3. 3 quả. Câu hỏi dành cho nghệ sĩ Lê Khánh là: Bộ Giáo dục Đào tạo chọn thống nhất tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào cùng một khung giờ ngày mùng 5 tháng 9 trên toàn quốc từ năm nào? A 2012, B 2013, C 2014 và D là 2015. Cái này chỉ có ai có con đi học mới biết thôi. Có con đi học chưa chắc biết. Sao vậy? Có con phải trong cái thời khoảng thời đó mới biết. Có một lần đứa cháu của Khánh hỏi á, nó đố Khánh là đố mẹ Khánh. Mẹ Khánh có biết ngày khai giảng của học sinh là ngày mấy hay không? Thì Khánh mới cười, Khánh nói là đương nhiên là ngày 5 tháng 9 rồi con. Nhưng mà nó đố mẹ Khánh á là cái giờ khai giảng thì như thế nào? Thì Khánh mới nói là thì tùy theo trường thì mỗi trường sẽ có một cái giờ khai giảng khác nhau. Thì cháu của Khánh nói là mẹ Khánh ơi, năm nay á là có một quy định mới rồi là tất cả trường sẽ cùng khai giảng vào một khung giờ. Thì cách đây cũng là khá lâu rồi. Khi mà cháu Khánh nói với Khánh cái thông tin đó thì Khánh không nhớ chính xác là bao nhiêu năm. Bây giờ bé mấy tuổi rồi? 24 với 25 là cái con số mà nó gần nhất có thể trong cái thời gian mà Khánh nói chuyện với cháu Khánh. Thôi thì chọn con số nào gần nhất nha. Gần nhất đi. Khánh chọn 2015. 2015 là một đáp án chính xác. Yeah! Thời tới cả không nổi. Thời tới rồi. Thời thay đổi rồi. Dạ. Yeah. Ngày 5 tháng 9 năm 1945 là ngày Bác Hồ gửi bức thư đầu tiên cho học sinh cả nước. Cũng vì thế, ngày khai trường mùng 5 tháng 9 đã ghi sâu vào tâm trí rất nhiều thế hệ người Việt Nam. Tuy nhiên, chính thức chọn ngày 5 tháng 9 hàng năm trở thành ngày khai giảng trên toàn quốc được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn từ năm 2015. Thưa quý vị thân mến, hai ngày tới đây cũng sẽ là ngày khai giảng của tất cả học sinh trên toàn quốc. Và cũng xin chúc cho tất cả học sinh cũng như phụ huynh và toàn thể quý vị thầy cô giáo sức khỏe và thành đạt. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ chờ xem cái độ may mắn Buka có thay đổi theo thời gian hay là không. Mời bóng rơi nào. Hai trăm triệu lẻ 1.000 đồng đã được cộng vào tài khoản, số tiền là
292.496.000 đồng. Thưa quý vị, hiện tại là sau nhiều khó khăn cũng có trong tay tiền 100 triệu, nhưng chưa biết mọi thứ sẽ như thế nào. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đưa cái hợp đồng vào bên trong cho nghệ sĩ Lê Khánh. Bunka thân mến, dạ. Hồi nãy giờ mình chứng kiến là chị Khánh rất là giỏi, mang về 3 câu trả lời chính xác. Dạ. Có nghĩa là nhân với 20 là tầm 60 triệu và cộng thêm vòng 1 là hơn 20 triệu, là nếu như ký vào hợp đồng này mang về hơn 80 triệu. Còn không ký sẽ mang về số tiền mà lát nữa đây, sau khi Bunka thả 4 quả bóng màu đỏ, còn lại bao nhiêu thì đó chính là số tiền nhận được nếu không ký. Bây giờ là lúc chúng ta chuyển hợp đồng vào trong cho nghệ sĩ Lê Khánh. Lên. Ký nha chị ơi. Cái ký gì? Nha. Cái gì vậy? Ký nha chị ơi, ký nha. Ủa, em chưa biết em còn nhiêu tiền mà. Em sợ lát trừ tiền em hết, em lo. Đúng rồi, tại vì vị trí em hãy chọn là 4, 5, 6, 7. Dạ đúng rồi, nó đều nhau á. Đúng vậy. Cho nên là em nghĩ là nên ký đi ạ. 80 triệu đem về mình giúp mọi người cũng được. Biết đâu được, lát nữa thì rơi vào 5.000, 10.000, 1.000 sao. Không lẽ nào mà em hên đến như vậy anh, là ngày hôm nay em rất xui. Khúc cuối là sẽ hên. Thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ lại nghệ sĩ Lê Khánh. Giờ quyết định đã đến. Thấy cái bản hợp đồng rớt xuống, tim mình muốn rớt ra ngoài. Bởi vì Khánh không biết tình hình ngoài đó thật sự là như thế nào. Chưa bao giờ Khánh bị căng thẳng như lúc này. Cây viết bản hợp đồng. Chúng ta không hề biết được nghệ sĩ Lê Khánh sẽ ký hay không ký. Tất cả đều là bí mật. Thôi chưa giờ em chơi cái game show đâu mà em mệt đến như vậy luôn á. Mệt quá hả? Em mệt mỏi quá. Em hy vọng là chị em sẽ không ký. Sẽ không ký hả? Dạ. Hồi nãy em nói ký đi, giờ em nói không ký. Ủa là sẽ ký, em nói lộn. Thấy chưa, em bị bất loạn rồi đó. Bình tĩnh em, bình tĩnh. Là ký hay không ký vậy anh? Bình tĩnh. Ký. Khi mình ký á, nghe này, khi mình ký á, dạ, là mình đồng ý với số tiền là những câu hỏi chính xác nhân với 20, dạ, là em với chị Khánh sẽ ra về hơn 80 triệu. Dạ. Còn nếu như không ký là sẽ nhận được số tiền sau khi mình thả bóng màu đỏ. Là sẽ trừ với cái số 200 mấy chục triệu nãy giờ. Trừ ghi còn lại nhiều lấy. Thấy chưa, chương trình chơi mệt. Mệt. Bây giờ chúng ta chờ đợi hợp đồng quay lại. Thưa quý vị thân mến, như vậy là hợp đồng đã quay trở lại. Nghệ sĩ Lê Khánh đã quyết định như thế nào? Đó là một sự bí mật của chương trình, tất cả chúng ta sẽ biết. Còn bây giờ bóng sẽ chuyển sang màu đỏ. 4 quả vào vị trí 4, 5, 6, 7. Đầu tiên là số 4. Hy vọng là ít tiền. Vị trí số 4, nếu như rơi vào 500 triệu đồng thì chúng ta... À, đã xui muốn chết rồi mà còn nếu như nữa. Mời bóng rơi nào. Ôi. 25 triệu đồng bị trừ đi. Cũng được, cũng được. Cũng nhiều. Nhẹ, 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 nhẹ. 1.000, 5.000 thôi chứ. Số tiền còn lại là 267.496.000 đồng. Quả tiếp theo, vị trí số 5. Vị trí số 5. Tâm lý sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Mời bóng rơi nào. Rồi quá khỏe. Về phía trái là thấy khỏe rồi. Đúng là mượn rất ít mà trả rất nhiều. Trừ đi 50 triệu nữa, số tiền còn lại là 217.496.000 đồng. Quả tiếp theo, vị trí rất nguy hiểm là vị trí số 6. Rất nguy hiểm. Cái gì vậy? Ê, thả đi đâu. Tâm sự chút xíu. Tâm sự. Nhớ nha, nhớ nha, 500 triệu nha, nhớ nha, nhớ nha. Anh đã xui muốn chết rồi. Thưa quý vị thân mến, vị trí số 6, mời bóng rơi nào.
5.000 đồng. Thấy chưa? Nói chuyện hợp lý quá. Bạn em. Số tiền trừ đi 5.000 còn lại là 217.491.000 đồng. Một trái cuối cùng đúng không anh? Vị trí số 7 là vị trí nguy hiểm. Nói chuyện tiếp nào. Rồi. Không phải quả nào cũng nghe lời đâu nha. Báo trước. Vị trí số 7, pha thả bóng cuối cùng có đi vào kỷ lục hay là không? Thưa quý vị, mời bóng rơi nào. Bên kia. Rồi xong rồi, rồi. Thấy chưa, anh nói rồi mà. Ôi, em không ngờ luôn á. Cuối đường hầm luôn có tia sáng. Và tia sáng đó chính là 1.000 đồng. Số tiền còn lại sau tất cả là 217.490.000 đồng. Bây giờ em muốn sao? Em muốn không. Không. Em muốn chị Lê Khánh sao? Em muốn chị Khánh đừng có ký. Ủa là như ký hồi... là xé bà cái hợp đồng đi. Không, như hồi nãy em muốn sao? Em hồi nãy muốn gì vậy? Em muốn chị Khánh ký. Em muốn chị Khánh ký. Bây giờ sao? Không ký được. Lỡ ký thì sao? Xui. Lỡ ký là lỗi của em chứ xui gì. Thôi đừng có ký nữa. Hồi nãy em kêu người ta ký mà. Sao khóc? Thôi. Sao khóc đó nghe coi. Là em hy vọng có nhiều tiền để giúp em bé thôi. Mà nãy giờ thấy xui quá. Giờ cuối cùng cuối đường hầm lại có may mắn đúng không? Nhưng mà báo em luôn, chị Khánh đã ký rồi. Ai nói anh nghe. Anh chưa có hợp đồng mà. Ờ, đúng rồi, thông minh. Vẫn còn tỉnh táo. Ai nói anh nghe, anh chưa có hợp đồng mà. Nhắc tới tiền là cẩn thận lắm. Không ký, chị Khánh sẽ không ký. Cảm xúc nó rất là hỗn loạn. Chưa bao giờ chị đưa ra một quyết định khó khăn đến như vậy. Khi mà chị lập gia đình, chị quyết định trong vòng 3 giây. Chị sợ là nếu như suy nghĩ kỹ nữa thì chồng chị không muốn cưới chị nữa. Khi bước vào, bước ra, chị già đi 10 tuổi. Thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ ngay bây giờ nghệ sĩ Lê Khánh. Quá thoải mái, bây giờ bước ra đây rồi chị ơi. Trong đó chị ngồi một mình cô đơn lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược. Nhưng mà chị trả lời chính xác được 3 câu luôn. Ghê chưa? 3 câu. Có nghĩa là mang về 60 triệu và hơn 20 triệu ở vòng 1 nữa. Là nếu ký chị mang về hơn 80 triệu. Là số tiền đó cũng rất là ổn định để mình đi làm công việc đúng không? Còn nếu chị xé thì chị sẽ nhận được một số tiền lát nữa sẽ hiện trên màn hình. Có thể là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 500 triệu hoặc 5.000 đồng hoặc 0 đồng. Mời chị. Mời chị tâm sự. Mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau. Em đứng đây, em không cô đơn. Em còn có anh Trường Giang điển trai, tài ba. Khán giả quá trời nữa. Thương vợ, thương con. Ủa, giỏi gì vậy? Giang bên cạnh em, động viên em và ủng hộ em. Và có hàng ngàn khán giả và rất nhiều những người ủng hộ em ở bên đây. Ở ngoài đây còn chị rất là cô đơn. Một mình chị với một vàng câu hỏi. Cảm xúc nó rất là hỗn loạn. Nó rất là mơ hồ. Chị chỉ toàn sử dụng linh cảm của mình thôi. Chị không biết là kết quả như thế nào. Vòng đầu Khánh và Buka có được 25 triệu mấy trăm ngàn đó. Vòng 2 thì Khánh hoàn toàn mơ hồ về cái đáp án của mình. Thì Khánh không có chắc được là vòng 2 mình trả lời đúng câu nào. Qua tới vòng 3 thì Khánh chỉ chắc là mình trả lời đúng được câu đầu tiên. Nếu như ngoài kia Buka may mắn thả banh vào những cái ô nhiều tiền. Và quyết định của chị trong phòng là gì?
Chưa bao giờ chị đưa ra một quyết định khó khăn đến như vậy. Khi mà chị lập gia đình, chị quyết định trong vòng 3 giây là chị sẽ đám cưới với chồng chị. Rồi. Trời ơi. Chỉ có 1, 2, 3 là em đồng ý hả chị? Cái đó là đã có một khoảng thời gian rất dài rồi. Nhưng mà chị sợ là nếu như suy nghĩ kỹ nữa thì chồng chị không muốn cưới chị nữa. Chết luôn. Cho nên là chị phải gật đầu liền. Dạ. Nhưng mà không khó khăn bằng quyết định ngày hôm nay trong chương trình Tường Lửa. Khi bước vào bước ra, chị già đi 10 tuổi. Em có thấy điều đó không? Nếp nhăn đầy trên gương mặt chị, nó muốn nổ tung khi đưa ra quyết định. Và cuối cùng, chị không muốn làm mọi người thất vọng. Chị không muốn phải về tay trắng. Cho nên Khánh làm người phụ nữ, mong cái điều gì đó an toàn. Cuộc sống của Khánh, Khánh cũng mong có cuộc sống an toàn, vui trong cái khả năng mình có được. Mình bằng lòng với khả năng mình có được. Và cái điều mơ hồ là Khánh không chọn lựa. Chị đã ký hợp đồng. Hợp đồng đã được ký. Và số tiền hai nghệ sĩ của chúng tôi mang về là 85.053.000 đồng. Chắc chắn điều đó. Thu ca. Dạ. Mời tâm sự nhẹ. Ngoài đây thật ra em có anh Giang, em có khán giả, em có những anh quay phim rất là đông, em có cả ekip ngoài đây. Nhưng mà cái sự hoang mang và cái sự hồi hộp, cái sự lo sợ nó bao trùm lấy em. Và mỗi lần mà chị trả lời đúng, những trái bóng nó rớt xuống, nó không đúng như ý em. Em cảm giác như em là một người, một tội đồ vậy đó. Cảm giác em tức em lắm, tức bản thân, giận bản thân lắm. Mà mỗi lần chị trả lời sai, trái bóng nó rớt xuống cũng không đúng ý em, thì cảm giác đó nó còn nặng nề hơn nữa, áp lực vô cùng. Em nói hồi nãy em có nói với anh Giang là chưa bao giờ em chơi một cái game show nào mà em mệt đến như vậy. Hồi nãy á, lúc khi mà kết thúc vòng 3 mà mình chưa phải dùng 4 trái banh để mà trả nợ, thì số tiền của chị em mình nhận được khá là cao. Là 200 mấy chục triệu. Gần 300 triệu. Gần 300 triệu. Em nghĩ là 4 cái trái bóng mà mình phải trả nợ là sẽ vô số tiền rất lớn và có thể là mình sẽ về tay trắng. Cho nên em rất mong chị ký. Em mong vô cùng luôn. Và em có đứng ngay đó em giọng lên là ký đi chị ơi, ký đi. Nhưng mà sau khi mà thả 4 trái bóng màu đỏ còn lại và rơi vào những cái số tiền mà không tưởng vậy, 25 triệu, 50 triệu, 5 ngàn và 1 ngàn là mình trừ rất là ít. Và số tiền mình còn lại là 217 triệu 490 ngàn đồng. Và em lúc đó em lại cầu xin là chị đừng có ký, đừng có ký, đừng có ký. Nhưng mà cuối cùng chị ký rồi. Ngày hôm nay chị cảm giác là mình không có cái sự may mắn, cho nên là chị muốn là có cái sự an toàn. Mình phải có tiền mang về, chị không muốn ra về tay trắng. Chị không muốn đánh cược trong một cái chương trình đầy ý nghĩa và đầy nhân văn như thế này. Mình không phải chơi vì mình, mà mình chơi vì mọi người. Nên mình sẽ chọn một kết quả nào đó nó hợp lý, nó an toàn và nó tương đối nhất có thể. Như vậy là chúng ta ra về với phần thưởng là 85.053.000 đồng. Xin chúc mừng. Cái cuộc chơi ngày hôm nay hai chị em xác định đâu phải chơi cho mình đâu. Tụi chúng ta không nhận 250 triệu đó, nó cũng không phải là vấn đề. Cái vấn đề nằm ở chỗ chúng ta dùng cái tình yêu thương, và cái quan trọng là san sẻ và lan tỏa được cái tình yêu thương đó. Và đó cũng là một trong những tiêu chí của chương trình Tường Lửa. Đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, những điều tử tế vẫn còn ở ngoài xã hội. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Khánh, cảm ơn Buka. Hãy nhớ chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngon giấc. Chính xác. Ủa, trời ơi, hay quá chị Dương. Trời ơi, giỏi quá. Trời ơi, giỏi quá. Bạn BB có ước mơ muốn tương tác trong cái phòng đó. À. Em muốn trải nghiệm phòng lạnh đó anh. Trời ơi, chết tôi rồi. Ủa, cái gì vậy? Trời biết vậy nãy để chị vô đây rồi. Cả như bước vào nghề đến ngày hôm nay đã có lúc không có 1.000 đồng. Đúng, đã có lúc không có 1.000 đồng. Và đó là lúc này.